Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, du lịch vào những ngày đầu năm mới là xu hướng đón lộc đang được nhiều người lựa chọn để khởi đầu một năm an lành, nhiều may mắn. Hàng ngàn lượt khách đã đến vui chơi tham quan các điểm du lịch mỗi ngày đầu năm mới. Các điểm đến khắp ba miền sôi động và nhộn nhịp trong không khí mừng xuân Giáp Thìn. Ghi nhận không khí sôi động nhất miền Bắc dịp Tết năm nay là tại Sapa, Lào Cai. Từ sớm những ngày đầu năm, du khách đã xếp hàng lên cáp treo để lên đỉnh Phan Xipang cầu an bái Phật cho một năm đạt nhiều bình an và may mắn. Sun World Phan Xipang Legend tạo dựng nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, lấy chất liệu từ các dân tộc vùng cao Tây Bắc. Vào ngày 12 tháng 2, tức là mùng 3 Tết Giáp Thìn, lễ hội Khèn Hoa, ngày hội các dân tộc chính thức được khai hội tại Bản Mây. Hội xuân mở cổng trời Phan Xipang 2024 cũng được khai hội cùng ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây thì khoảng cỡ 20 năm rồi, bây giờ lần thứ hai vào đây. Tôi lên đỉnh Phan Xipang tôi cảm thấy là không khí rất tuyệt vời ạ. Gần với Hà Nội và đa dạng trải nghiệm, Hạ Long cũng là điểm đến du xuân hút khách dịp Tết năm nay. Ngoài tham quan Vịnh Hạ Long, nghỉ dưỡng, Sun World Hạ Long hấp dẫn các gia đình với những chú linh vật rồng biểu tượng cho năm 2024 rực rỡ và những tiểu cảnh đặc sắc. Tại miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách vượt trội. Nhiều du khách tìm đến đỉnh Pà Nà để ngoài thưởng thức không khí lạnh đặc trưng của mùa Tết, còn ngắm nhìn và chụp ảnh bên những loài hoa xuân mang sắc màu châu Âu rực rỡ. Chúng tôi rất là phấn khởi vì ngay từ những ngày đầu năm, lượng du khách tham quan và du lịch đến thành phố rất là đông đúc và nhộn nhịp. Và ngay từ ngày đầu năm mới, chúng tôi cũng đã đón các chuyến bay nội địa và quốc tế từ Thái Lan và Đài Loan cũng như các chuyến tàu biển đến với thành phố. Khu vực miền Nam, những ngày này thời tiết nắng ráo, du khách tìm đến những nơi có khí hậu mát mẻ như đỉnh núi Bà Đen để du xuân và hành hương chiêm bái cầu an lành, may mắn. Tại hệ thống các chùa núi Bà ở lưng chừng núi và quần thể văn hóa tâm linh trên khu vực đỉnh núi. Ngay ngày đầu tiên của năm mới, núi Bà đã đón lượng khách đông đảo đến hòa vào không khí linh thiêng của hội xuân Di Lạc. Nói chung là làm cho mình rất là bất ngờ về Tây Ninh của mình luôn á. Thật ra là mình ở trên núi Bà nhưng mà từ hồi chưa có làm đỉnh Vân Sơn á là mình ít đi lắm. Nhưng mà từ hồi làm đỉnh này rồi á thì mình thấy mình đi được chắc cũng trong năm này cũng đi cũng được 3 lần rồi đó. Tết này, Phú Quốc bùng nổ những trải nghiệm mới đẳng cấp, đặc biệt là phía Nam đảo. Du khách rất thích thú với việc tham quan thị trấn Hoàng Hôn, nơi đang được mệnh danh là điểm đến đặc sắc của thế giới, với show nghệ thuật đa phương tiện, nụ hôn của biển cả, với phần trình diễn pháo hoa nghệ thuật sau show diễn ra 365 ngày trong năm.